Hot Girl chứng giám Trần Thanh Tâm chuẩn bị lên xe hoa với một đạo diễn. Thông tin Trần Thanh Tâm lấy chồng gây xôn xao cõi mạng. Từ một hiện tượng mạng nổi tiếng nhờ những câu thả thính tạo xu hướng, nay Hot Girl chứng giám Trần Thanh Tâm đã là gương mặt quá quen thuộc trong giới KOL, KOC. Cô nàng hiện đang sở hữu kênh TikTok hơn 3,7 triệu follower, nội dung trên kênh xoay quanh chủ đề giải trí, đời sống thường ngày. Mới đây nhất, Trần Thanh Tâm còn gây chú ý khi thực hiện series phỏng vấn nhân vật nổi tiếng được giới trẻ yêu thích. Cũng chính series này đã khiến cho nữ TikToker vướng vào tin đồn chuẩn bị lên xe hoa. Theo đó, trong một tập phát sóng mà Mithy là khách mời, Trần Thanh Tâm đã vui miệng nói, em sắp cưới rồi. Em 23 tuổi, bây giờ cuộc sống bấp bênh quá. Như chị thấy đó, một năm nay không có dốc thì bây giờ cưới về chồng nuôi chứ sao. Dưới phần bình luận, đông đảo netizen đã gửi lời chúc mừng cho Trần Thanh Tâm, tuy nhiên một số khác lại cho rằng cô nàng chỉ đang nói đùa. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Trần Thanh Tâm hiện đang hẹn hò với một nam đạo diễn. Người này không quá nổi bật trong giới giải trí, nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra Instagram của anh chỉ follow duy nhất tài khoản của Hot Girl chứng giám. Thậm chí, nhiều người từng bắt gặp khoảnh khắc cả hai thân mật ngoài đời thường. Liên quan đến chuyện tình cảm, Trần Thanh Tâm vẫn chưa lên tiếng về những tin đồn xoay quanh. Sao Star có liên hệ xong cô nàng khóa máy, chặn số của phóng viên. Phía quản lý cũng từ chối trả lời những thông tin về đời tư của nữ TikToker sinh năm 2000.